Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 16 đến câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 25 hoặc 30 chặng đường, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Chính thầy đây, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Vào thời Đức Giêsu, người ta chờ Thiên Chúa sai đến một vị vua. Vị vua này chính là một đấng Messi-a hùng mạnh, toàn thắng. Đấng sẽ giải phóng dân khỏi ách nô lệ của người Roma. Sau khi Đức Giêsu cho dân chúng được ăn no nê một cách kỳ diệu, họ nghĩ ngay Ngài chính là người họ mong đợi từ lâu. Họ toan bắt Ngài để tôn làm vua, làm người đứng lên lãnh đạo phong trào cách mạng. Nhưng Đức Giêsu đã chối từ sự mong mỏi của dân chúng. Ngài trốn lên núi một mình. Đức Giêsu biết mình không phải là một Messi-a đầy quyền lực để giải phóng dân Israel khỏi ách của người Roma, nhưng Ngài sẽ là một Messi-a như người tôi chung đau khổ, chịu chết ô nhục và sống lại để giải phóng nhân loại khỏi ách tội lỗi. Dân chúng hẳn đã bị hụt hẫng khi thấy Đức Giêsu trốn đi. Các môn đệ chắc đã tiếc ngần tiếc ngơ, vì thầy bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở để tỏ mình cho dân Israel. Và chính họ cũng mất đi một cơ hội để tiến thân. Tin mừng của Thánh Gioan không nói cho ta biết tại sao sau đó các môn đệ lại chèo thuyền qua Ca-phác-na-um ở bờ bên kia. Nhưng theo tin mừng Ma-cô, Đức Giêsu đã bắt buộc họ. Ngài rõ ràng không muốn họ dính dáng vào chuyện chính trị này. Bị thầy bắt qua lại bờ bên kia khi chiều đã sụp tối, trong khi dân chúng và thầy còn ở bờ bên này, điều ấy chẳng dễ chịu chút nào cho các môn đệ. Họ muốn ở lại hưởng chút dư vị của thành công vang dội vừa rồi. Dù sao các môn đệ đã biết vâng phục, chuyến đi qua biển hồ cũng không suôn sẻ gì. Họ phải chiến đấu vượt trận cuồng phong bất ngờ gây biển động. Con thuyền bé nhỏ lênh đênh giữa sóng gió gào thét. Cả nhóm gặp nguy hiểm mà không có thầy trong thuyền. Họ đã cố chèo được chừng 5-6 cây số. Có thể họ tự hỏi, tại sao thầy lại vội sai mình ra khơi giữa đêm đen? Cuối cùng thầy Giêsu cũng đến với họ như họ mong ước.
Nhưng Thầy không đến trên một chiếc thuyền như họ nghĩ. Thầy đi trên mặt biển mà đến gần thuyền các ông. Cách đến của Thầy thật khác thường khiến họ hoảng sợ. Có thể họ chưa nhận ra khuôn mặt của Thầy vì trời tối. Thầy đây mà, đừng sợ. Đức Giê-xu vội vã trấn an. Giáo hội hôm nay cũng có kinh nghiệm như nhóm môn đệ ngày xưa, vất vả một mình chống chọi với sóng gió. Khi không có Thầy ở bên, nhưng khi Chúa đến, chúng ta lại hoảng sợ, không nhận ra Ngài. Thật ra, Chúa chẳng bỏ chúng ta, dù có lúc Ngài để chúng ta một mình. Phải tập quen dần với cách xuất hiện mới mẻ của Chúa, để nhận ra Ngài vẫn có mặt trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác không chỉ vì thiếu nước nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương, những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà nhưng còn tìm một con tim hiểu biết yêu thương, những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này, điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Amen.